Mến chào tất ngộ quý khán thính giả thân thương trong bản tin Hoa Kỳ ngày 8 tháng 3 năm 2023 do Emily và Cộng sự thực hiện. Kính chúc cho tất cả quý vị sẽ có thật nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc. Và để mở đầu chương trình, xin quý vị thương nhấn cho Emily một nút like để chương trình của chúng ta vượt qua được những thuật toán của YouTube. Và nếu quý vị thấy hay, hãy chia sẻ chương trình này cho nhiều người được biết hơn. Xin được cảm ơn quý khán thính giả thật nhiều. Trở lại với bản tin ngày hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung chính sau đây. Không có rào cản nào có thể ngăn nổi Tổng thống Trump dừng lại cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc lần thứ hai, dù có bị vô khống truy tố tội hình sự cũng không từ bỏ. Ủy ban Hạ viện, ông Fauci thúc giục việc soạn thảo nghiên cứu, âm mưu bác bỏ thuyết rò rỉ phòng thí nghiệm Covid. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Quý vị thân mến, vào ngày 5 tháng 3, Cựu Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố rằng, ông sẽ tiếp tục tranh cử Tổng thống vào năm 2024, ngay cả khi bị truy tố tội hình sự. Ông Donald Trump nói với các phóng viên tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo tồn Truyền thống CPAC tại Maryland khi được hỏi về việc tiếp tục tranh cử nếu bị buộc tội. Ồ, chắc chắn rồi, tôi thậm chí sẽ không nghĩ đến việc từ bỏ. Có lẽ điều đó sẽ làm tăng các con số của tôi. Tuy nhiên, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, đó là một âm mưu của phe cánh tả, là một điều rất tồi tệ đối với nước Mỹ. Điều đó sẽ rất có hại cho đất nước này. Cựu Tổng thống Donald Trump phải đối mặt với một số cuộc điều tra, trong đó có một cuộc điều tra hợp nhất của Bộ Tư pháp về việc liệu ông có bị cho là giải quyết sai các tài liệu mật vốn dẫn đến cuộc đột kích của FBI nhằm vào khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông hồi năm ngoái năm 2022 hay không. Tại Georgia, các quan chức đang điều tra hoạt động của ông sau cuộc bầu cử năm 2020. Tại hội nghị CPAC, ông Trump đã đề cập đến những bình luận gây tranh cãi được đưa ra trong các cuộc phỏng vấn hồi tháng trước. Tháng 2 năm 2022, bởi người phụ nữ đứng đầu tại bộ thẩm đoàn Georgia, cô Emily Cross, người đã đưa ra những dấu hiệu cho thấy ông Trump có thể phải đối mặt với việc bị buộc tội. Sự xuất hiện của người đứng đầu đại bồi thẩm đoàn này đã khiến cho nhóm pháp lý của ông Donald Trump lên án nhóm này nói với Atlanta Journal Constitution rằng họ đang xem xét việc nộp bản kiến nghị sau khi cô Kors trình bày chi tiết về công việc của đại bộ thẩm đoàn này. Tổng thống Trump nói đề cập đến những bình luận của cô Kors. Người đứng đầu đại bộ thẩm đoàn, một phụ nữ trẻ khá kỳ cục, đang đi khắp nơi để thực hiện các cuộc phỏng vấn trên truyền thông và nói một cách chính xác những gì đang diễn ra một trong nhiều đại bộ thẩm đoàn, các đối thủ của ông sẽ làm bất cứ điều gì có thể gây hại cho tôi về mặt chính trị bởi vì họ e sợ tôi và họ e sợ quý vị. Chuyện là như vậy. Cũng trong bài diễn thuyết Park Tổng thống Trump tiếp tục rằng, Đảng Cộng Hòa cần thay đổi lối suy nghĩ của mình về việc bỏ phiếu qua thư và bỏ phiếu sớm sau những thất bại của Đảng Cộng Hòa trong cả hai năm 2020 và 2022. Trong nhiều năm, thì cựu tổng thống này đã chỉ trích cả hai chính sách bỏ phiếu này, nói rằng những chính sách này là đầy gian lận. Ông Trump nói trong bài diễn văn dài 90 phút tại Trung tâm Hội nghị và Khu nghị dưỡng quốc gia Gaylord ở Maryland, sự thay đổi chỉ xảy ra nếu chúng ta tiến hành đến cùng một cách không nào đúng và đồng thanh tuyên bố rằng thời đại của chính phủ thức tỉnh và bị vũ khí hóa đã kết thúc. Đó là công việc của chúng ta, đó là nhiệm vụ của chúng ta, và đây là bước ngoặt và là thời điểm cho quyết định đó. Ngoài việc lên án các chính sách của chính phủ Biden thì Tổng thống Trump cũng đưa ra các Prenos Đảng Cộng hòa vào tầm ngắm. Lần này thì cựu Tổng thống Trump cho biết ông sẽ thanh lọc các triệu đại gia tộc tham căn cố đế ở cả Đảng Cộng hòa và cả Đảng Dân chủ. Ông nói: "Chúng ta có một Đảng Cộng hòa được cai trị bởi những kẻ lập dị, những người theo chủ nghĩa tân bảo tồn truyền thống, những người theo chủ nghĩa toàn cầu, những kẻ quá khích mở cửa biên giới và những kẻ khờ khạo, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ quay trở lại đảng của những người như là Paul Ryan, Karl và Jeff Bush. Cũng trong bài diễn văn này, cựu Tổng thống Trump cũng xem cuộc tranh cử năm 2024 của mình là trận chiến cuối cùng. Ông đã khởi động chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2024 của mình hồi giữa tháng 11 năm 2022, trở thành ứng cử viên GOP quan trọng đầu tiên làm như vậy. Tổng thống Trump cho biết đây là trận chiến cuối cùng, họ biết điều đó, tôi biết điều đó. Quý vị biết điều đó và mọi người đều biết điều đó. Đây chính là như vậy. Họ hoặc là thắng hoặc là chúng ta thắng. Và nếu như họ thắng thì chúng ta không còn một đất nước nào nữa. Ủy ban Hạ viện, ông Fauci thúc giục việc soạn thảo nghiên cứu để bác bỏ thuyết rõ rỉ phòng thí nghiệm COVID. Quý vị thân mến, một ủy ban hạ viện do đảng Cộng hòa lãnh đạo cho biết, họ đã phát hiện ra bằng chứng thư điện tử mới cho thấy, tiến sĩ Anthony Fauci đã thúc giục việc soạn thảo một ấn phẩm nguồn gốc nguyên thủy nhất nhằm bác bỏ giả thuyết rò rỉ phòng thí nghiệm COVID-19. Vào ngày 6 tháng 3, tiểu ban đặc biệt về đại dịch virus corona đã ban hành một bản ghi nhớ nói rằng, các bằng chứng mới về nguồn gốc nguyên thủy nhất của SARS-CoV-2, loại virus gây ra đại dịch COVID-19, Bản ghi nhớ nêu chi tiết một cuộc điện đàm hội nghị giữa cựu Giám đốc Viện Y tế Quốc gia NIH, tiến sĩ Francis Colin cựu Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia, tiến sĩ Anthony Fauci và ít nhất là 11 khoa học gia khác vào hồi đầu tháng 2 năm 2020, khoảng một tuần sau khi ca nhiễm COVID-19 đầu tiên được xác nhận tại Hoa Kỳ. Theo bản ghi nhớ này, các ông Collins, Fauci và những người khác đã được cảnh báo trong một cuộc điện đàm vào ngày 1 tháng 2 năm 2020 về khả năng virus này có thể đã bị rò rỉ từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, Trung Quốc vào cuối năm 2019. Cũng theo bản ghi nhớ trên, 3 ngày sau cuộc gọi đó, bốn người tham gia cuộc điện đàm hội nghị đã phát hành ra một bài báo có tên Nguồn gốc nguyên thủy nhất của SARS-CoV-2 và gửi một bản thảo cho ông Colin và ông Fauci. Bạn ghi nhớ cũng cho biết rằng, hai quan chức này cũng được trao quyền để chỉnh sửa và phê chuẩn bài báo đó. Nhưng hai tháng sau, ông Colin gửi thư điện tử cho ông Fauci và bày tỏ sự thất vọng rằng bài báo có nhan đề, nguồn gốc nguyên thủy nhất mà họ đã xem trước khi xuất bản và có cơ hội chỉnh sửa đã không dập tắt được thuyết rõ rỉ phòng thí nghiệm và hỏi liệu NIS có thể làm gì hơn nữa để hạ bệ thuyết rõ rỉ phòng thí nghiệm hay không. Trích dẫn các thư điện tử nội bộ, ủy ban này khẳng định rằng Ông Fauci đã thúc giục tiến sĩ Kristen Anderson của tổ chức Scripps Research viết bài báo với nhan đề Nguồn gốc nguyên thủy nhất và bài báo này được tạo ra để bác bỏ bất kỳ lý thuyết rõ rỉ phòng thí nghiệm nào. Vào tháng 8 năm 2021, tổ chức Scripps đã gửi một bức thư cho các điều tra viên của đảng Cộng Hòa và nói rằng tiến sĩ Anthony Fauci đã không có tìm cách gây ảnh hưởng đến công việc của ông ấy. Cả hai tuyên bố này dường như không được các bằng chứng hiện có chứng thực. Bản tóm tắt của bài báo Nguồn gốc nguyên thủy nhất có người ý rằng, và đất này có thể đã xuất hiện qua loài TT Malaysia vì loài động vật này chứa các loại virus corona tương tự như là SARS-CoV-2. Bài báo viết, sự hiện diện của loài TT của một phạm vi liên kết thụ thể với virus giống với sự hiện diện của SARS-CoV-2, có nghĩa là chúng ta có thể suy luận rằng đây cũng có thể là loại virus đã lây sang người. Tuy nhiên, bản ghi nhớ trên trích dẫn các thư điện tử nội bộ đã ghi rõ rằng, Ông Anderson không nhận thấy dữ liệu về TT có sức thuyết phục và chỉ viết bài báo này sau khi được ông Fauci, ông Collins và những người khác thúc giục. Về mặt cá nhân, thì tiến sĩ Anderson không tin dữ liệu TT đó bác bỏ được một giả thuyết sọ dĩ phòng thí nghiệm, mặc dù đã nói công khai như vậy. Vẫn chưa rõ sự kiện can thiệp nào đã thay đổi suy nghĩ của các tác giả của bài báo, nguồn gốc nguyên thủy nhất trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Dựa trên bằng chứng mới này, dữ liệu về TT không phải là yếu tố thuyết phục. Cho đến ngày nay, sự kiện can thiệp duy nhất được biết đến là cuộc điện đàm hội nghị vào ngày 1 tháng 2 với Tiến sĩ Anthony Fauci, áp lực từ Đảng Cộng hòa. Bản ghi nhớ này đã tạo thêm áp lực từ Đảng Cộng hòa lên ông Fauci, vốn là người đã phải đối mặt với những lời chỉ trích đáng kể về cách ứng phó với đại dịch COVID-19 cũng như là những dự đoán thường nghiêm trọng của ông về quỹ đạo của virus này ngay từ đầu thời đại dịch. Tính đến cuối ngày 6 tháng 3, cả ông Fauci lẫn ông Colin đều chưa đưa ra tuyên bố công khai nào để phúc đáp bản ghi nhớ trên của Ủy ban Hạ viện. Trong các phiên điều trần trước Quốc hội, ông Anthony Fauci đã đụng độ với các thành viên thuộc Đảng Cộng hòa, đặc biệt là Thượng nghị sĩ Rand Paul thuộc Đảng Cộng hòa bang Kentucky trong một phiên điều trần hồi năm 2021, ông Fauci đã gạt bỏ những tuyên bố của ông Paul rằng cơ quan của ông đã tài trợ cho một nhóm bên thứ ba để thực hiện nghiên cứu gây tranh cãi về virus corona ở dơi tại một phòng thí nghiệm Vũ Hán, và thậm chí còn nói với ông Paul rằng Thành thực mà nói thì ông không biết mình đang nói về cái gì nữa, và nói trắng ra, ý tôi là ông không biết ông đang nói gì, ông không hề biết là ông đang nói gì nữa, Năm ngoái và trong những tuần trước khi rời khỏi chức vụ liên bang, ông Fauci nói với Start News rằng ông sẵn sàng tuân thủ các cuộc điều tra của quốc hội do đảng Cộng hòa lãnh đạo về cơ quan của ông. Ông đưa ra những bình luận này khi mà các nhà lập pháp đảng Cộng hòa báo hiệu rằng họ sẽ tăng cường điều tra việc ứng phó của chính phủ liên bang đối với đại dịch và liệu có cơ quan nào cố gắng che đậy nguồn gốc của virus hay không hồi tháng 11 năm 2022, ông đã nói, tôi rất hài lòng để được thảo luận về bất cứ điều gì mà chúng tôi đã làm trong đợt bùng phát này vài năm qua, vì tôi không có gì phải che giấu và tôi có thể bảo vệ mọi thứ mà chúng tôi đã làm. Trong khi đó, vài ngày trước, Giám đốc FBI Christopher Frey nói với Fox News rằng, văn phòng của ông tin thật virus này có thể đã xuất hiện từ phòng thí nghiệm Vũ Hán. Đề cập rằng, nhiều chi tiết được giữ bí mật, ông cho biết. Chính quyền Trung Quốc không sẵn sàng lắm để hợp tác với nhà chức trách của Hoa Kỳ. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin tức hôm nay do Emily và cộng sự thực hiện, kính chúc cho tất cả quý khán thính giả có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi chương trình của Emily. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bài bình luận kế tiếp. Quý vị đừng quên bấm đăng ký và bấm biểu tượng hình chuông bên phải để nhận được những bản tin mới nhất.